Kéo đâu, vãi cả cướp thịt mẹ. Trời ơi, thế là mất mẹ một đoạn thôi, thịt mẹ. Tắm người. Lùi một nhé, lùi. Chè thôi. Where are you going? Back it up, 2 yards. Back it up, 2 yards. Maybe before Christmas. Thịt mẹ phải mất vài phút ấy nhờ ông nhỉ? 10 phút không? Thịt mẹ thế. Quên mẹ đeo bấm. Mất mẹ bàn thắng của Bình Giật rồi. Để quân ra cánh luôn. Quân cánh luôn đâu phải vào. Lúc nó đưa máy cho mình tưởng bấm mẹ thôi. Trẻ mà. Khánh đứng ra vào, Khánh cứ đứng đấy thôi. Khánh đứng đấy là đủ. Rồi quay em. Rồi. Chân này không đau nhưng mà cứ bỏ thêm vào cho nó chắc ăn. Một dao, cánh ra luôn. Đừng lùi. Mất mẹ bàn thắng của Bình Giật rồi. Quên đeo bấm quay. Trong túi của tôi.
Khánh lại. Anh Thành ơi, đá được 3 phút rồi. Tách ra đi. 15 phút rồi. Thế mất mẹ 10 phút, đầu đéo quay. Nè. Ôi giời, mạnh quá. Buddy. Third down. Great fucking play. Okay, kid. Anh giờ rồi đến. Way to turn around. Con cu đá tốt đó. 90 này. Khỏe, nó trẻ. 25. Chân cũng không phải là quá hay nhưng mà nó trẻ. Anh Cường đá tốt này. Cường đá khôn bóng. Cường đá khôn bóng. Fourth down, defense huddle up. Tất mẹ 10 phút đầu quên đéo bấm quay. Mẹ thế. Đoạn đứng quay nhưng mà quên không bấm. Fourth down. Di chuyển đi. Change of possession. Is that impeding the rusher? Lịch sự nhỉ? Có cả xin lỗi à? Anh cường theo đấy luôn. Ôi trời ơi, đi mẹ chuyền vào bóng kia. Sắp được rồi. Hai ba quả kiểu gì là được quả. Đi đá. Anh nhìn bên này này. Anh nhìn người của
thôi. Đấy mặt, tao mặt, lùi 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 lùi, chạy về đi Quyền. Quyền đuổi đi. Đi đẹo ấy, chân ông ấy cứng đi đẹo. Chân ông ấy chân ông ấy cứng đi đẹo. Đúng không, lẩy vậy. Ê, bên này một này. Ôi ôi, quả đấy không vào. Tốt. Thịt mẹ cẩn thận, nó lại háng hùng lại rách con mẹ ra đấy. Trẻ gì nó thì hơn anh có một anh hơn nó 1 tuổi thôi mà. Đâu hơn hơn 2 tuổi. Thằng này tắm nhà tắm bà. Tắm 2. Thằng Nghĩa nhà mày thì mới là 81 chứ. Thằng Dũng à, Dũng Chẩu à, Dũng Chẩu 84. Dũng 84. Đây này, đây này. 84. Cảm giác như quả bóng này nó cứ non non. Thịt mẹ cái trẻ thế nó phải cho ông ấy kèm, ông lùn kèm mà đéo được thằng này. Nhưng mà nhảy cao thế làm gì, nhảy suýt nó đánh được quả bóng ấy. Lại nhảy xuống có mẹ ở đầu. Cô lật đi cho ông hay nhất đang khai thác, ông cánh hay nhất ở bên mình luôn. Thế rồi kinh ông đỡ hẳn hai chân luôn. Tốt. Căng đi nữa được ấy. Quân ra. Thua rồi, thằng này nó sút mẹ vỡ gôn. Thanh người nhỉ? Let's go. If we score, we're gonna be. Thôi đi anh. Chờ là Khánh ra, chờ Khánh lên. Nó vắt quả bóng sang này. Khánh ơi. Đúng rồi. Về vậy. Bán về cho thằng Bình cũng được gì với đá tít ra đấy. Bên này. Tiếp. On my first play too, like. Mẹ. Tốt. Tay rồi, tay ơi. Hai cánh lên thì một cánh ở lại đi, mẹ cả hai đều lên về làm sao kịp. Or if he tries it, someone over here.
Thôi bổng lên Khánh, bổng lên. Cứ lên Khánh, cứ chạy. Ôi giời ơi, mà đéo vắt được cái quả bóng sang cho thằng Quyền, cứ đi mẹ dí sang bên đấy. Tăng nghĩ nó Quyền cho Quyền. Chân trái của đấy đúng chỗ chân luôn, vắt quả bóng lại cho thằng Quyền này. Khánh này, Khánh này. Bên này luôn. Cầm lên, cầm lên, không có ai, cứ cầm lên. Bình lót, bình lót, bình đứng lại lót. Lùi, bình lót. Bên này Khánh, Khánh theo áo xanh luôn. Navarro Bowman and Patrick Willis. To be honest, they're not as hard hitting. But yeah, still. They're really good at like run stopping. Like when they một chạm lên, một chạm lên. Tốt. Because he tries to like use like intuition. It's like mất thua đấy nhá, mất thua đấy nhá. One ball we lost. But yeah, I'm pumped for that game, obviously. And I'm also pumped for the Cowboys. I think that's gonna be a good one too. Because they're both like not like top tier, but a good goal. Dude, to be honest, Chargers games, they always go like this. They'll score like first drive. Yeah, and then maybe they'll score the second drive, and then Phan đâu, Bình bắn sớm vào. Bình ơi, đá không cơ nhất, cứ lúc nào cũng nhồi bóng cho nó đâu. Khánh nó đứng một mình thế này. Đấy, cái quả này nhồi. Quả bóng lấy truyền thì đéo được tới xuống dưới đấy. And the Ravens, they're really solid. Sút được thì sút, sút được thì sút, tốt. Yeah, it's maybe the defense. Yeah. Because people get so like feel third pass. Oh! It's Kenny Mai. Hay quá này nè. It's dandruff. My scalp is dry this time of year. Good, when I went back to the Đá về thôi mà, đá về đi. Về gôn ấy. Khánh ơi,
Quanh nhá. Chị vui. Ôi trời ơi. Đá của bóng kìa. Rồi. 2-1 vừa nâng tỷ số 2-1. Có mà không màng nào ấy à? À trong ra bảo Tú Anh đưa cho cái bộ trắng ở trong trong túi của tôi, ba lô của tôi. Đấy, ra bảo Tú Anh đưa bộ trắng. Tí nữa vào. Tí ở bắt gôn để thay ấy. Không, ông bắt gôn để thay Dũng Chẩu lên. Không, chân tôi không đá đâu. Đá đây, đá tôi vào tí hiệp 2 thôi. Thôi được rồi, đây. Dũng ơi, có gôn rồi là em thay áo đi. Em thay áo làm gì có người đá nữa đâu. Đá đi. Còn 32 phút rồi, 8 phút nữa thôi, hết hiệp 1. Rồi, ăn rồi. Rồi, cao chân rồi. Chân đường đau, tí nữa chắc có đá tí nữa, chân đau đủ. Cứ bám vào cột 2 ấy. Cứ bám vào cột 2 đứng ở biên đấy đâu tác dụng với Khánh ạ. À. Cứ bám vào cột 2 liên quyền nữa kìa. Tốt. Úi giời ơi, hay quá nhỉ. Được ấy, quả này quay được ấy, đá tốt đấy. Đi vào. Quân này.
Đội này chấn thương gần hết. Ép xe dây chẳng đứt hết. Lực bóng nó phá mạnh khó. Cái cuối cùng Giang còi lên đéo đâu. Hả? Không thấy đéo đâu. Lồn. Trời nhiều độ quá. Lên nào, lên nào. Thôi trận cuối rồi. Lọc. Đỡ làm sao được. Ê, mẹ chán thật. Đéo ơi, thì mẹ nó bắt trung vệ này nó quả ăn với trai tinh. Ông ấy phải cắt quả trước. Ừ. Vị đấy. Ông ấy phải cắt quả trước khi ông màu xanh cầm là chạm vào bóng. Phải bắt sát vào thì người ta đỡ làm sao được quả bóng. Căng phết, đá hai đều căng phết. Tí là đá ấy thì đá hai đội đều đông người đá thêm tí. Ok. Ừ, đá cho anh em đá nó thoải mái. Đang giờ sau có đội nào đá đâu. Ừ, thêm khoảng 10 phút. Tốt lắm. Người. Vậy cược này, tuyển hai. Xịt mẹ à. Ngọc ơi, kiếm hai lên này, anh mười anh kéo người rồi. Bình. Ông giật Bình. Đéo nghĩ là truyền được vào cái khe đấy. Quân. Đéo nghĩ không phải chuyền. Đéo nghĩ chuyền được vài khe đấy. Gì mẹ chán không? Đỡ bóng. Truyền đứng con mẹ sẵn đấy, bắt rồi. Tốt. Địt mẹ này đá thế này chết. Đá này chết. Chốt đá thêm 10 phút anh Thành ạ. Anh Thành ơi. Hay quá anh ơi. Đá luôn đây, đá luôn đây. Thẳng mặt luôn. Đá cứ công lên nó có về được đâu. Có về được đâu. Đúng
Đá lực căng đấy, quả sút tốt đấy. Đá một lần mấy năm trước rồi. Ừ, đá sân nhà, sân nhà mình. Nhưng mình đẩy giờ thì phải đá sân này. Đẩy giờ bắt buộc phải chuyển sang đây. Cái này là giờ, giờ này là giờ của mấy thằng Tây. Tốt quân. Em khởi động đi thì nét mà quay 4K đấy chứ, 4K ừ. Căng nhỉ. Nó không phải là, nó không phải là gôn, thật ra là nó tư duy của nó. Điếu thế đâu. Lấn ra bỏ ra sân, tôi vừa lên xem để nó bảo cái vùng đó. À thế à? Tôi vừa đi mình nhá. Giải giải gì? Giải tháng 1 ấy, để nó bảo cái vùng sắp tới sinh nhật nào. À thế à? Ngoài Tết. Vừa lên đăng ký sân ở trên Tây Hồ Quảng An đây này. À thế à? Con tay cái đây con. Rồi đá đấm kia. Tốt rồi. Cháu hưởng lợi thế em. Lợi thế. Em đang được lợi bóng gì nữa. Cháu hưởng lợi thế. Tú ơi, Tú ơi. Em ra em bảo thằng Khánh là cho đá thêm 10 phút nữa. Không phải bảo đâu anh. Theo thì lấy thì nó phải nghe. Sợ là có giờ sau ấy. Đây.
Khánh ơi, bạn thấy áo dài được rồi chưa? Về là. Rồi Khánh chạy lên. Mất thua nhá, đá cẩn thận nhá. Người ta vẫn còn một người ở dưới đấy. Người ta còn một người ở dưới đấy. Tốt. Góc rồi. 5 phút nữa. Hết rồi. Bịt mẹ cái chân bay còn hôm trước nó thúc vào đau quá, hôm nay tôi vẫn đau còn đá đây. Hả? Đùi non mà. Gôn lên. Hết giờ rồi anh. Phản công đấy, người ta phản công.